Xin chào các bạn, mình là Linh, điều dưỡng của đơn nguyên hỗ trợ sinh sản IVF Việt Âu, bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách tiêm thuốc Polygon tại nhà nhé. Hiện tại ở đây mình đang có hai liều, đó là Polygon 300 đơn vị và Polygon 600 đơn vị. Hai liều này thì khác nhau về liều lượng thuốc, còn về cấu trúc hình dạng và cách sử dụng thì như nhau. Bước đầu tiên trước khi tiêm, chúng ta lưu ý luôn phải vệ sinh tay sạch sẽ để khử khuẩn. Sau đó chúng ta chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết để quá trình tiêm diễn ra thuận tiện nhất. Các dụng cụ mình cần chuẩn bị gồm có bông tiêm, cồn 70 độ, thuốc tiêm và bút tiêm chuyên dụng. Đây là bút tiêm Polygon mà trung tâm đã kê cho mình. Bút tiêm như thế này. Về cấu trúc bút thì chiều thuận sẽ như thế này. Đây là nắp bút, thân bút và đây là núm điều chỉnh liều lượng. Trước khi tiêm thì chúng ta sẽ kiểm tra kỹ về thông tin thuốc so với đơn thuốc mà bác sĩ đã kê để tránh nhầm lẫn và sai sót. Và chúng ta sẽ kiểm tra luôn cả hạn sử dụng. Trong hộp thuốc này đã bao gồm một lọ thuốc tiêm và hai hộp kim tiêm. Sau khi đã chuẩn bị xong, chúng ta sẽ tiến hành lắp lọ thuốc vào bút tiêm. Bước 1, tháo bút tiêm như bút máy thông thường. Ban đầu mình sẽ mở nắp bút. Sau đó vặn xoáy ốc để mở phần thân ra. Bước 2, mình sẽ lấy ống thuốc ra. Đây là phần nắp ống thuốc. Mình sẽ đưa ống và bút theo chiều đúng như thế này. Khi lắp xong, mình vặn đóng bút như ban đầu. Bước 3, chỉnh liều thuốc theo bác sĩ đã hướng dẫn. Hiện tại trên bút đang hiện liều lượng là 0. Ví dụ liều bác sĩ kê là 300. Mình sẽ bắt đầu vặn phần đuôi bút tiến tới số 300 rồi dừng lại. Như vậy đã lấy được liều mà bác sĩ đã hướng dẫn. Lưu ý, nếu mọi người có bị lỡ vặn mất liều lượng tiêm, lưu ý không vặn ngược lại vì như thế sẽ làm thuốc bị trào ra bên ngoài. Cách làm đúng, chúng ta nên vặn liều lượng hết cỡ, sau đó ấn lại về ban đầu, rồi bắt đầu chỉnh lại liều đã xác định. Bước 4, sau khi liều lượng thuốc đã được xác định, chúng ta sẽ tiến hành tháo mũi kim tiêm rồi lắp vào bút tiêm. Mũi kim vẫn còn nắp niêm phong. Nếu bị hở hay bị rách thì chúng ta sẽ không sử dụng kim này. Sau đó lắp đến khi nào chặt thì dừng lại. Tháo nắp kim hai lần vỏ. Lưu ý, thuốc được chỉnh đúng liều rồi mới lắp kim. Không được làm ngược lại tránh bị mất thuốc. Vậy toàn bộ quy trình đã xong. Chúng ta sẽ tiêm tại vị trí quanh rốn, cách rốn 3-5cm. Sau khi đã xác định được vị trí tiêm, chúng ta lấy bông có chứa cồn 70 độ để sát khuẩn vị trí tiêm và xung quanh vết tiêm. Véo căng da quanh vị trí cần tiêm. Đâm kim vào vị trí đã xác định. Đâm ngập kim vào mặt da một góc 90 độ. Sau đó ấn nhẹ núm định liều cho đến khi cửa sổ hiển thị về mức 0. Ấn thêm một vài lần nữa để đảm bảo thuốc đã hết ở đầu kim. Sau đó thả tay, rút nhanh và ấn nhẹ bông khô vào vị trí vừa tiêm. Đóng nắp 2 lần. Tháo kim, tuyệt đối không vặn hoặc xoáy đẩy gì thêm nữa. Sau đó đóng nắp bút, vứt mũi kim. Kiểm tra liều thuốc còn và bảo quản thuốc cho lần tiêm tiếp theo. Có 5 lưu ý các bạn cần nhớ. 1. Nên nghỉ ngơi tại chỗ từ 10 đến 15 phút sau khi tiêm để theo dõi. 2. Bảo quản thuốc ở ngăn mát tủ lạnh từ 2 đến 8 độ C. Không bảo quản thuốc ở ngăn đá để tránh hỏng thành phần của thuốc. Mình có thể để gắn bút tiêm vào ngăn mát, không vấn đề gì cả. 3. Khi đem thuốc ra ngoài, cần bảo quản thuốc bằng đá gel đi kèm. Khi mua thuốc tại trung tâm thì trung tâm đã kèm theo đá gel cho mình. Thuốc thì mình để ở ngăn mát tủ lạnh, còn đá gel thì mình để ngăn đá nhé. 4. Tiêm thuốc theo giờ chỉ định của bác sĩ. Trường hợp có thay đổi giờ tiêm thì bác sĩ sẽ thông báo và hướng dẫn cho mình. 5. Để giảm kích ứng da và tránh gây đau thì mũi tiêm sau không chồng lên mũi tiêm trước. Trước khi tiêm thì mình nên bỏ thuốc ra ngoài từ 5 đến 10 phút để cảm thấy thoải mái hơn và tránh gây buốt. Khuyến cáo mọi người lần đầu nên đến tiêm tại trung tâm để được điều dưỡng hướng dẫn. Sau đó mình có thể tự mang thuốc về nhà tiêm. Nếu trong quá trình sử dụng thuốc có bất kỳ thắc mắc hay vấn đề gì, mình có thể liên hệ qua hotline của trung tâm 0835 215 115. Chúc các bạn thành công và sớm đón bé yêu về nhà nhé.